Quý vị đang có một không gian phòng khách mà có diện tích khoảng độ 40 mét vuông thì có lẽ đây sẽ là một cái bộ bàn ghế phòng khách mà quý vị đáng quan tâm đấy. Đây là một bộ khá là vừa với những gia đình mà có phòng khách có diện tích chừng 40 mét vuông. Vâng, cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 12 tháng 8 năm 2020, và trong buổi sáng ngày hôm nay thì cơ sở nhà em vừa dựng lên xong một bộ bàn ghế phòng khách. Đây là bộ ghế tân thủy hoàn tay 12 và bao gồm có 10 món. Một khách hàng ở tại thành phố Yên Bái và anh Long tại thành phố Yên Bái, tuy nhiên anh đặt về cho gia đình tại Hà Nội. Thì trước mặt quý vị đây là hình ảnh tổng thành của bàn ghế đây. Đây là bao gồm có 10 món, trước là tay 12 và mẫu ghế là tần thủy hoàn, chất liệu gỗ hương đá. Đây là hình ảnh tổng thể, và để đi vào giới thiệu chi tiết hơn cho quý vị thì tôi sẽ giới thiệu từng chiếc ghế nhỏ một. Đây, quay phim có thể quay vào đây, bên này là phần ghế nhỏ này, thì bao gồm có 4 chiếc ghế nhỏ. Chiếc ghế nhỏ của chúng tôi là có kích thước là 97 là chiều ngang và sâu là sâu 60 quý vị nhé. Kích thước là 97 và sâu 60. Toàn bộ phần khuôn tranh chúng tôi là khuôn tranh dày 4 phân và ván là dày 2 cm. Và những cái bộ sản phẩm thông thường ấy thì là khuôn tranh chỉ dày được 2 phân rưỡi thôi, cũng như là ván chỉ hơn 1 phân chút. Tuy nhiên bộ này là anh Long đặt chúng tôi là hàng dày dặn, hàng dày dặn hơn kích thước thông thường. Đấy, cũng như là phần cột như là phần gỗ là rất là chọn lọc. Riêng phần vách này là anh đặt chúng tôi là đục tứ quý tùng trúc cúc mai quý vị nhé. Đây, phần vách là tứ quý tùng trúc cúc mai và đục nổi rất là sâu. Đây, quay chi tiết hơn. Đây, có thể đưa sát máy quay gần và quay chi tiết hơn ở phần vách này. Đây, quý vị khách hàng có để ý là cái phần vách của chúng tôi này đục CNC thôi nhưng mà đục rất là sâu, thì gỗ dày nên chúng ta đục sâu này. Còn có thể những cái phần chi tiết nhỏ như này thôi này, chi tiết nhỏ những cục trống này thôi là cũng là chúng tôi làm rất là dày rồi. Đó. À, rất là dày dặn từ những chi tiết nhỏ này quý vị nhé. Đó. Còn là sản phẩm tôi làm 100% là chất liệu gỗ hương đá, gỗ cực kỳ là đều màu, cũng là vân gỗ là hoàn toàn tự nhiên. Đây, chiếc đôn này là kẹp ghế này thì là có kích thước là 65 và ngang là 40. Đó. Bên trong là một chiếc ghế nhỏ thứ hai này. Thì về cái mẫu ghế tần thủy hoàng này thì chúng tôi là cũng giới thiệu đến quý vị khách hàng khá là nhiều rồi, phần chi tiết cũng như hình dáng tổng thể. Hôm nay thì chúng tôi hoàn thiện bộ ghế của anh Long, thì sản phẩm cũng đang nguyên mộc thôi, chúng tôi chỉ có lên một nước lót thôi. Thì tôi quay cái phần mộc này và gửi tới cho anh Long, anh tại Yên Bái và xem được cái sản phẩm của mình trước khi chúng tôi hoàn thiện những bước cuối cùng. Thì trước mặt quý vị đây là hình ảnh chiếc đoạn dài nhé. Chiếc đoạn dài này có kích thước là 2m4 và chiều sâu là 60 quý vị. Kích thước là 24, chiều sâu là 60. Còn cái phần chiều cao tổng thành ghế này là cao là 1m17 quý vị nhá. Cao là 1m17. Còn cái dáng ghế tần hàng này quý vị thấy không? Cái dáng ghế tần thủy hoàng này thì hiện nay là cái mẫu ghế được khách hàng sử dụng cũng như là lựa chọn rất là nhiều, do là cái kiểu dáng nó khá là mới, như là cái phong cách đẹp, phong cách kiểu cổ điển. Thì cái bộ này là bao gồm 10 món. Hiện tại chúng tôi kê là nó chiếm khoảng độ 35 mét vuông quý vị nhé. Thì nếu chúng ta mà có một không gian phòng khách mà chiều ngang chừng 5 mét và sâu chừng 8 mét thì là kê bộ này rất là hợp lý. Anh Long thì còn đặt chúng tôi là một chiếc kệ tivi nữa, cũng là hàng khá là dày dặn và VIP. Thì tuy nhiên là hôm nay là cái không gian đây ở đây nó hơi chặt một chút nên tôi chỉ quay được bộ ghế này thôi. Còn chiếc kệ tivi thì tôi sẽ quay và giới thiệu mọi người ở trong một clip khác. Thì còn cái phần bàn này tôi chưa giới thiệu. Phần bàn này có chiều dài là 1m97 quý vị nhé, và bề ngang là 97. Riêng phần mặt bàn là anh Long chúng tôi đặt là đục thuận buồm xuôi gió. Phần ván mặt của tôi, ván mặt là dày 2 phân quý nhá, ván mặt dày 2 phân. Quý vị có thể xem được chi tiết. Cái phần đục chạm là mẫu chúng tôi là đục theo mẫu thuận buồm xuôi gió. Toàn bộ họa tiết những cái đường tiết hoa văn này thì chúng tôi đã hoàn thiện xong cái phần giấy dát mộc rồi. Thì quý vị thấy là
Hiện tại là chỉ xong phần giấy dán mỏng và có một miếng lót thôi. Nhưng mà sản phẩm nó đã nhẵn mịn cũng như là từng cái độ chi tiết nó đã kỹ như này rồi. Từng chân tơ kẽ tóc của chúng tôi làm rất là kỹ rồi. Thì sau khi quay xong clip này, tôi gửi cái phần mọc lại cho anh Long. Thì tôi sẽ tiếp tục vào những cái công đoạn thứ hai để hoàn thiện một sản phẩm này. Đây, đây hình ảnh chiếc hai chiếc ghế nhỏ thứ hai đây. Thì bên trong này nó hơi ngược sáng một chút quý vị nhá. Bên trong này nó hơi ngược sáng một chút. Tuy nhiên thì tôi cũng quay qua một chút để cho anh Long xem sản phẩm của mình. Toàn bộ bốn vách của chúng tôi, bốn vách là đục tứ quý tùng trúc cúc mai, có nghĩa là bốn mùa xuân hạ thu đông, có đầy đủ ở trong bộ ghế này, kết hợp với những họa tiết hoa văn đây, như những phần đầu trương vai này là có những chú rơi này quý vị này, tượng trưng cho phúc lộc này, hay là những cái đường triện tàu này rất là ý nghĩa. Bên dưới này là có hình ảnh rồng trầu mặt nguệt quý vị này, chúng ta gọi là lưỡng long trầu nguệt đấy, lưỡng long trầu nguệt đấy. Cái dáng ghế, tổng thành ghế thì chúng tôi cũng giới thiệu khá nhiều rồi. Hôm nay tôi cũng giới thiệu qua thôi. Chủ yếu là chúng tôi quay cái phần mộc này gửi tới cho anh Long. Anh thì ở xa và không đến xem trực tiếp được sản phẩm của mình. Nhưng anh rất tin tưởng cơ sở của tôi. Anh rất tin tưởng và đã đặt hàng trên mạng quý vị nhé. Thì tôi cũng quay lại phần mộc và gửi tới cho anh. Còn mọi người, ai mà có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới cơ sở của tôi. Tôi là có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ nha. Hiện tại là hôm nay là buổi sáng của ngày 12 tháng 8 năm 2020. Giới thiệu tổng thể rồi thì tôi cũng có ngồi qua vào bộ ghế này để cho quý vị thấy. Đấy thì bộ ghế này rất là rộng, quay tổng thể bộ ghế này lên thì bộ ghế này khá là rộng khi kê vào phòng khách, như là chúng tôi trải nghiệm thử cái cảm giác ngồi bộ ghế này. Bộ ghế này thì ngồi cực kỳ là thoải mái luôn, nó cực kỳ là vừa vặn. Hiện tại là tôi đang cao 1m72 và ngồi thì rất là vừa. Và chiếc đoạn này thì có thể ngồi được 5 người quý vị nhá. Chiếc đoạn này ngồi có 5 người. Còn 4 ghế thì mỗi người một ghế thì rất là thoải mái rồi. Đấy, phần bàn này cũng khá là rộng. Nên là phòng khách, chúng ta có một phòng khách rộng thì đây sẽ là một sự lựa chọn và đáng là cân nhắc cho mọi người. Đó, thì vừa qua thì tôi đã giới thiệu toàn bộ tổng thể như chi tiết về bộ ghế này rồi. Còn mọi người mà quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0987 510 86 đây. Thì mọi người nếu mà yêu mến hoặc quan tâm thì hãy bấm like và đăng ký kênh của chúng tôi nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.